Xin giới thiệu với hai bạn, đây là phòng thử nếm cà phê bột sau khi qua công đoạn sấy phun. Đây là khâu rất là quan trọng để mình đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê bột, để mình đảm bảo rằng là cái chất lượng cà phê nó đáp ứng được cái hương vị mà người tiêu dùng mong muốn. Theo quy định của Nestle thì mình cần ít nhất là 6 chuyên gia đã được đào tạo về thử nếm để đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê bột. Thì mẫu mình sẽ đánh giá với mẫu chuẩn, nếu như mà cái hương vị của mẫu nó không có giống như là mẫu chuẩn hoặc là nó ít đắng hơn thì cái mẫu đó coi như là không đạt. Không biết là có thể cho em nếm thử được không ạ? Dạ, sẵn sàng thôi. Dạ, mời hai bạn nha. Mình sẽ dùng hai muỗng để mình nếm. Thì đầu tiên mình sẽ dùng nước để mình tráng sơ miệng của mình qua để mình đảm bảo là không có cái vị lạ trước khi đánh giá. Rồi sau đó mình sẽ dùng một cái muỗng, mình múc một lượng như vậy và mình cho vào cái muỗng này, và muỗng này mình sẽ đưa vào miệng mình nếm. Nếm uống luôn hả chị? Đắng quá. Đắng quá anh ơi. Tỉnh người. Ủa vậy mình sau cái công đoạn mình nếm thử như thế này thì mình sẽ đến công đoạn gì chị? Sau khi công đoạn nếm này thì những cái mẫu mà mình đạt chất lượng á, mình sẽ chuyển qua khâu phối trộn để làm ra cái sản phẩm cuối cùng. À. Chào mừng các bạn đến với khu vực phối trộn và đóng gói cà phê. Như các bạn biết thì cái bột cà phê nguyên liệu sau khi sấy xong sẽ được cho vào cái bao chuyên dụng và được chuyển đến khu vực này để tiến hành phối trộn với cái sản phẩm khác. Thì ở đây cà phê nguyên liệu của mình sẽ được trộn chung với sữa và đường bằng cái hệ thống trộn tự động theo cái công thức được cài đặt sẵn. Sau đó cái hỗn hợp này của mình sẽ được thổi vào bồn chứa và chờ được cung cấp cho máy đóng gói tự động. Không biết là cái công thức mà bên mình đã cài đặt sẵn đó, cái tỷ lệ đó thì mình đã dựa vào những yếu tố nào để có thể cho ra cái tỷ lệ của bên nhà máy mình? Cái tỷ lệ trộn của mình dựa vào cái sự nghiên cứu rất là chi tiết tỉ mỉ để nắm được cái khẩu vị của người Việt Nam. Thì nó kết hợp với cái bề dày kinh nghiệm từ những cái chuyên gia của Nestle, chúng tôi đã tạo ra cái công thức tối ưu này. Sau khi ra khỏi máy đóng gói, gói cà phê của mình sẽ được cho vào hộp tự động. Sau đó những cái hộp này sẽ được đi qua cái hệ thống cân tự động để đảm bảo là mình sẽ không có thiếu gói trong hộp. Sau đó thì qua công đoạn đóng thùng và tiến hành giao kho. Ở kết thúc quá trình này thì phòng quản lý chất lượng sẽ tiến hành lấy mẫu để mình đánh giá lại chất lượng của hương vị. Mình đi. Xin giới thiệu với các bạn, đây là khu vực thử nếm cà phê thành phẩm trước khi quyết định sản phẩm của chúng ta có được xuất bán ra thị trường hay không. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên khay này có rất là nhiều mẫu bột. Và các mẫu bột này sẽ được đánh giá dựa vào mẫu chuẩn để xem có sự bất thường nào hay không. Dạ. Trước khi tiến hành được đánh giá về hương vị thì mỗi một chuyên gia trong hội đồng đánh giá sẽ phân tích mẫu về các đặc điểm như là độ chua, độ ngọt, độ đắng, độ đậm đặc, như là độ hoàn hòa để có thể đưa ra được chính xác kết luận về chất lượng của cái mẫu cà phê của chúng ta. Chị, nãy giờ em để ý trong suốt cuộc nói chuyện của mình thì em nghe mấy chuyên gia đó, chị nghe thấy không? Em nghe cái tiếng xuyệt gì đó thì không biết là vì sao nó lại có những cái âm thanh đó à? Thì bạn biết á, là cái sản phẩm cà phê rất là được đánh giá nghiêm ngặt về mùi và vị. Dạ. Và cái cách nếm như vậy để có thể làm cho cái sản phẩm cà phê nó dậy hương và vị trong cái mũi của mình để có thể đánh giá được chính xác chất lượng. Cái này là chắc là chỉ nằm trong đánh giá thôi, chứ mình uống cà phê thì chắc mình không có cần phải vậy. Chỉ có uống và thưởng thức thôi. Nhưng mà chắc nếu mình làm vậy thì cà phê mình uống mình sẽ cảm thấy ngon hơn. Đúng rồi, mình sẽ cảm nhận được trọn vẹn hương vị của nó. Ôi, chào Bột. Chào chị.
Nãy giờ Bụt đứng á thì Bụt thấy nói chuyện rất là nhiều về chuyên môn, nhưng mà Bụt vẫn có một câu hỏi, đó là nếu mà đứng ở khía cạnh là của một người yêu cà phê đi, là nãy giờ mình nói là mình có rất là nhiều cách để chuẩn bị cho ly cà phê ngon, nhưng mà nếu mà đối với người tiêu dùng á, bây giờ như Bụt đi, Bụt rất là thích uống cà phê nhưng Bụt không biết là pha bao nhiêu bột, bao nhiêu nước là ngon hết, thì mình có cái tiêu chuẩn nào cho chuyện đó không? Đối với sản phẩm Nescafe thì một gói cà phê mình có thể pha với khoảng 70 đến 80 ml nước để có thể có một ly cà phê với vị hài hòa. Mình nói nghe nè, trăm nghe không bằng một thấy, mình phải làm thử mới được. Hôm nay sẵn có chuyên gia, ba đứa mình cùng có Bụt và hai bạn phải làm thử ly cà phê theo ý của mình, xong rồi mình đưa cho chuyên gia coi thử có ngon hay không, đúng không?